Hello, xin chào các bạn. Happy New Year. Hôm nay là ngày mùng năm Tết. Gia đình mình với ba anh em bạn bè gần xa đến với bãi dài vui chơi picnic nha các bạn. Cái khu vực này mà lúc trước mình cũng có review cho các bạn coi rồi. Hôm nay Tết mình review lại cho cái khung cảnh mùng năm Tết âm lịch nha các bạn, năm Canh Tý. Năm mới thì mình chúc các bạn xem clip mình được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Rồi mình sẽ review tiếp cho các bạn coi. Rồi, bye bye các bạn, mình sẽ chuyển camera cho các bạn coi nha. Rồi, đây là cái đường xuống nha các bạn. Đây là những chiếc xe của khách du lịch rồi địa phương đến cái quán bãi dài này nè các bạn. Giờ quay cho chơi cho các bạn coi đó. Ở đây là biển nè, view biển nha các bạn. Đẹp lắm, quang sơ, còn quang sơ nhất những cái bãi của đảo quốc nha các bạn. Bãi dài là được mệnh danh trong những 10 bãi có đẹp nhất của thế giới đó các bạn ơi. Đẹp lắm. Nhưng mà giờ đã chủ đầu tư hết trơn rồi. Không. Vui chơi, bún bài, có võng luôn. Có hàng dừa bóng mát các bạn. Vừa đẹp không? Dưa lưới hả? Bàn có chỗ mình order trước nữa bạn ơi. Chỉ mấy chục triệu nha. Đấu nào các bạn không? Đây là món ăn rồi nha. Cái này là món ăn tự ở nhà đem theo. Cò dương mai, tôm, đường mật. Đây đặc biệt là của quán này là món gà nè. Kèm Dũng con. Có gì đi rồi. Đó, xì phố đi xuống chuẩn bị là xuống náo nức chiến nha các bạn. Mình quay các bạn coi cái khu vực bãi biển của bãi dài nữa các bạn. Đây đông vui lắm các bạn ơi. Đó, thấy không? Hôm nay nước cũng lớn rồi, giờ này thủy chiều lên nè. Giờ này vẫn trên coi đồng hồ vẫn mấy giờ đây? Khoảng 1 giờ trưa. Đó. Các em nhỏ háo hức đúng không? Mới gì háo hức bay xuống rồi đấy không? Đây kìa, đó có mấy thằng bạn chiến hữu chuẩn bị đi ra đánh lưới rồi nè. Đó, nhỏ lớn có, bé có luôn. Biển này nước không có sâu, nước nông, tắm an toàn. Xa xa đó là Vinpearl đó các bạn. Được, anh chào coi nha, anh chào coi beo với Xuân An nha. Mình đang núp dưới cái dương nè, đó. Mấy bé nhỏ nhỏ tuổi gia đình có bé đi theo tắm không mưa. Bé này bé bị bự nè đó. Ốc ốc hả? Ốc gì vậy? Đâu mày, hai chiếc cá luôn mày. Cá ăn nha, từ từ nha. Giờ là bao công lên xử án luôn nè. Giờ là mấy anh em ngồi làm lay lay. Các bạn giờ thấy mình muốn các bạn làm nữa. Đi mua gạo, đi ra Sài Gòn về nè, thấy không?
Cả đâu lấy? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Nước này không có đâu. Lưới này thì đang bỏ dưới biển rồi. Để làm vài lon rồi xuống dưới kéo lưới cho quay clip cho các bạn coi. Dạ, chắc đầu dính được hai con à, được con cá bán nhiêu? Con cá sườn với con cá chỉ vàng à. Mới đi qua cái hồ đằng kia kìa. Review răng cá giờ đi xuống bạn coi nha, để mình đi răng cá đi vô nghe không cha sâu nghe. Rồi nghe quen vòng rồi các bạn coi đó. Không không. Đâu ai vậy? Đi cá vô kêu mọi người lớn xuống coi giùm. Kêu người lớn xuống. Ừ. Đi kêu mọi người xuống mới được. Đi vô bờ nghe, không có vô xa sâu nghe. Thì thả lưới, một người thì có cái bao để đỡ. Như nước lớn quá cá không có không ơi. Chạy cho
cầm lưới đi. Cá rồi các bạn. Này gom tùng lại nha. Đứa này chỉ đánh được cá giỏi không à. Giờ gom lại hai người đụng nhau nè, gọi là gom tùng nè. Rồi. Thấy cá nhảy gì nè, thấy mẹ à. Thế đi dạo dạo coi có con có. Đây là phao lưới nè các bạn. Đây là phao lưới nè nha. Làm như nước lớn quá cá nó không có rồi. Chạy trong lưới đi. Đây là beo nha, beo là beo xì phố nha. Thấy ngầu chưa, thấy beo ngầu chưa, beo chơi là. Hả? Chú bơi hả? Còn chú luôn phải không? Mấy bèo chú bơi luôn. Ồ. Đó, đó thấy chưa? Bèo chơi bơi đúng nào đó. Hả? Ủa bèo, bèo thì xì gòn gòn về rồi bèo bơi đấy chưa? Bèo lên phim luôn. Ờ, thay phim.